đứa nó ôm nhau luôn, tôi ôm hai giờ. Tại cái đầu gối nữa kia đau, bị thách xe, bị thứ nghe đầu gối nó đau gần muốn chết luôn. Chờ nó bị thách xe. Sáng bây giờ ở gần thế vậy. Chế phải ngồi chế đúng rồi đúng không? Lấy sức ra cho cách tôm. Trời đất ơi. Chết ông mình luôn. Ừ, xả cái đá mình á. Chứ ta cái ngã nó đá là chứ. Đá xả này rồi đụng đó. Ngày đó mình. Công nghiệp đi trời. Mình á, cái đi cái âm á. Chiếc xe hơi của người ta mà nó gớt hai bánh ra luôn hiểu. Trời đất ơi. Gớt hai bánh ra luôn. Tâm sao. Đúng rồi. Xin sẽ xử cho tới công chuyện luôn cho. Tất cả. Dữ luôn cái bé này. Vậy cho nó dữ dội luôn á chứ. Quá trời cái bé của chế luôn. Cái hồi xanh bự nãy giờ cũng tiếng máy mà ta. Hỏi nó chừng nào rồi. Đấy, cái màu đỏ bự, cái bự á, nói chung là cái bự á. Bao lâu? Hỏi nó bao lâu rồi? Thì chuẩn bị sơn thì tí xíu à. Hỏi nó không bao lâu. Chơi quá trời chơi. Lên. Ta không có dám dòm luôn mình hiểu nha. Bà nội tôi biết không? Còn nữa chứ. Nguyên cái gốc luôn. Gốc ở đâu có hoài. Cái khóe mình khóe hư mà.
Tốn công lực chị lắm chơi, cũng đang yếu. Mềm hết chứ? Mềm đúng không? Mềm. Giờ cái chờ thằng không? Chết luôn. Chỉ cho đỡ hơn đau giờ đó. Vậy hả? Ngủ vậy? Ừ. Này bà bạo lực quá trời mà không đau vẫn giờ đó hả? Ừ, không phải cái chị ngứa không? Ừ. Cái giờ này rảnh dưới trên này nó bị chút. Ừ. Ôi là trời má ơi mấy cục. Tiếp tục sự nghiệp. Bên đây xíu nữa. Bà nhìn bên đây bà kênh. Trời chưa tới lượt mình nữa mà chậm mà rảnh rồi. Kênh tiếp. Nào, okay. Em nhẹ sao? Dạ, vừa được rồi. Đồ tao xem mắt cái gì xem. Để cái chậu lên mà cân thêm bao nhiêu ký vậy? Qua nhiều luôn. Trong đó. Rồi cái đè đem ngay trước rồi đó. Cái chậu màu nâu quá chứ không phải cái màu xanh. Cái màu xanh là cái sản phẩm nha, để bỏ lại nha. Cái màu nâu, cái màu xanh là cái sản phẩm. Rồi nghỉ. Ô dữ dội.